Một mùa Iron Man nữa lại đến các bác ạ. Thì hôm nay shop em bàn giao cho một công ty, thì sếp có mua cho các bạn nhân viên trong công ty để thi đấu năm nay. Xe này là hoàn toàn là tiền công ty hỗ trợ nha các bác nhá. Tổng là 5 xe. Thì hôm trước là bên em đã giao một chiếc một xe rồi, thì hôm nay là giao 4 xe đến công ty. Thì em thấy thì càng ngày cái văn hóa doanh nghiệp ở các công ty đều rất được chú trọng và phát triển rất là mạnh luôn. Cái mã xe hôm nay bên shop giao chính là mã Javafuco phiên bản 2024. Con này thì là cấu hình rất là cao và giá thì đang cực kỳ là ngọt ngào luôn. Như anh em nào mà mua số lượng nhiều hoặc là mua theo nhóm thì shop sẽ để cho các bác một cái giá là gọi là ok nhất. Khi mà đến nơi thì shop có điện cho các bạn, thì các bạn ấy có xuống để nhận xe, thì shop cũng hướng dẫn về cách dùng này, cách lên xuống xe làm sao cho chuẩn nhất và cách dùng bộ đề làm sao để cho mượt mà nhất. Tại vì hầu như là các bạn ở trong nhân viên ở trong công ty này thì các bạn đấy hầu như là chạy thôi, mạnh ở mảng chạy. Nên bây giờ là thi cái cuộc thi này thì nó gồm có 3 môn phối hợp. Vậy bây giờ mình còn phải thêm cả bộ môn xe đạp nữa. Thì mỗi một bộ môn nó sẽ có các một cái kinh nghiệm, một cái kỹ năng nó khác nhau. Thì là shop cũng chia sẻ lại cho các bạn. Sau khi và đã chia sẻ và hướng dẫn cách dùng đấy, thì là các bạn ấy chia nhau mỗi người một con xe. Ông thì hai cái giá dựng, ông thì một xe. Đấy các bác nhìn xe nhẹ chưa? Vác lên kìa. Đó thì là đi luôn đấy, xuống thì một đội quân mà lên cũng như một đội quân luôn. Trong video ấy chính là bạn kế toán, thì bạn ấy có liên hệ với shop và bảo rằng là anh ơi, thì sếp em có đưa ra một cái đề bài như thế này, là bây giờ phải tìm được một chiếc xe là phải tốt, phải phù hợp để đi thi cuộc thi Ironman sắp tới, và cái tài chính của nó thì không vượt quá tương đây. Sau khi đã bóng bản qua lại xong thì bạn ấy chốt Javafuco. Đấy thì các bác nào có nhu cầu về cái mã Javafuco này thì liên hệ với shop nhá.